Xoay đi, ở trong này tối lắm, phải có đèn pin của em không? À, đây rồi, một chú ếch đây này, từ. Wow. Ôi, một chú ếch béo Mì thế. Mì ơi, Mì vào trong giỏ nha, Mì. Mì à? Ui, giỏi thế, nhưng mà đầy giỏ rồi đấy, tháo đi, tháo đi. Wow, đầy một giỏ luôn. Mì ơi, Mì vào trong giỏ của ta nhé. Mì sẽ tìm tiếp các ếch. Không có. Này, em làm gì mà cứ xoay xoay vào hang hư để Mì sáng quá. Cái gì đây, đi đâu ấy? Bắt đi. Em đi bắt rơi không? Sáng thế. Ôi, kinh nghề. Ê ơi, ăn chơi thế, mẹ lại sắm cho cả đèn pin với cái này để đi bắt ếch cơ. Ủa sao mà xem bắt được nhiều thế? Còn nữa đây. Cho chị đi bắt chung với nhá. Đi kìa. Nào, ở đâu nữa? Nhưng mà trong hang này có nhiều ếch lắm. Thôi đằng này xem có không. Nhưng mà chị chả có đèn pin, chị không nhìn được vào sâu đâu. Em thử sang bên kia xem có không. Ủa, hình như trong kia có không. À, một chú ếch này. Kinh không? Công nhận em bắt ếch giỏi thế. Hết chưa? Vẫn còn một con nữa. Ở đâu? Con đục đầy giỏ rồi nhỉ? Ở đây đều còn không? Em có một que. Lại thì sẽ có. Xoay đi. Ở trong này tối lắm, phải có đèn pin của em không? À, đây rồi, một chú ếch đây này. Từ. Wow. Ôi, một chú ếch béo Mì thế. Mì ơi, Mì vào trong giỏ nha, Mì. Mì à? Ui, giỏi thế. Nhưng mà đầy giỏ rồi đấy, tháo đi, tháo đi. Wow, đầy một giỏ luôn. Đấy, nhiều ếch chưa? Ôi, được nhiều ếch rồi, thôi chị em mình đi về đi. Về nhà xong rồi chuẩn bị bài, chiều có đi học mà đúng không? Chiều hôm nay đi học đấy, chiều nay chị phải đi học đấy, đúng không? Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.